Chào các bạn nha, mình là Vinh, mình chỉ là một cựu xe vừa bắt thôi. Hôm nay mình lên đây của mình hướng dẫn cho các bạn về các cái lỗi mà cái xe mà khi mình giảm số á, khi mình giảm số xuống là nó lôi tao, nó tắt máy liền nha các bạn, nó không có đủ gai tay được nha các bạn. Xem mình những cái xe nó bị, nếu nó bị như vậy thì đa số phụ nữ ở đây không được nha các bạn. Khi mình nổ máy lên, mình vô số phát là nó tắt máy liền, nó giọt tao nó tắt máy liền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chỉ cho các bạn các cái nguyên nhân và các cái lỗi của nó bị như thế nha các bạn. Đây đây là một cái cây dên với lại một cái chuông con trước của xe máy nha các bạn. Rồi nó vô xe thì nó sẽ nằm như thế này, nằm như thế này nha các bạn. Đó. Nằm như thế. Đó. Nằm như thế thì nó vô xe là nó nằm như thế nha các bạn. Đó. Cái trường hợp thứ nhất á là phía trong đây này là nó có lông đờn, hay là do một cái số do mình nhiều lúc thợ mình lắp nhiều lúc mình cũng sơ ý á. Có cái lông đờn như thế này, lông đờn dơ đó bỏ vô đây là mình quên đi, hoặc là lông đờn nó mỏng quá hoặc dày quá, mình đúc ở đây vô, mình đúc cái chuông con này vô, khi mình dặn nghe nó không có cái độ độ thông thả này, không có cái độ thông thả như thế này đấy, mình không có xây được như thế này. Nó một chiều xây ra là một chiều ngược lại là được nha các bạn, một chiều ngược lại bám nó có tác dụng như cái bi đờ đó. Đó, nếu các bạn mà xây hai chiều đều cứng hết, các bạn xem lại cái lông đờn này thử, nhiều lúc mình do mình sơ ý á, nó không có cái lông đờn như phía trong này, phía trong này nè các bạn. Đây đây, mỏng quá hạt dày quá nó cũng vậy nha các bạn. Đó là cái lỗi thứ nhất. Còn cái lỗi thứ hai nữa là nó cũng sẽ bị cứng hết cái đây xây, nói chung là tóm lại là cái lỗi mà giật khi mình giảm số xe nó lôi tới nó giật á, là do cái này nó xây không được nè các bạn, do cái này nó xây không được nè. Mà này nó phải có một chiều xây dài, khi máy nổ lên là cái chuông này là chạy không, chỉ có mỗi khi máy nổ lên rồi ga sinh tây lên là cái mỗi cái chuông này chạy thôi, mỗi cái bố ba càng trong này chạy thôi, còn ngoài là hoàn toàn là không có tác dụng gì nha các bạn. Khi bạn lên ga côn nó bung ra, nó bám vô này nó mới truyền lực ra cái bộ con sau, truyền nó nhông ra bộ con sau nó mới vô số mình, nó mới cái xe mình hoạt động mới lăn bánh được nha các bạn. Đó, còn nếu như mà nó đứng hết thì các bạn khi các bạn giảm số thì bắt buộc cái chuông nó qua nó vẫn chạy luôn, nó chạy luôn, bắt buộc nó phải truyền qua cái bộ coi sau thì nó qua tới cái bộ số thì khiến cái bánh xe mình nó lăn bánh. Nếu mà xe mình lăn bánh thì nó lôi tao nó tắt máy như cái xe xe con tay mình đó các bạn. Đó, các bạn rơ con không đúng thì nó sẽ tắt máy ngay liền. Đó. Mình đâu có con tay đâu mình bóp thì mình thả ra sẽ thả số là nó sẽ tắt máy liền. Đó. Nên những cái xe đó thì những người đi xe đường gì dốc rẫy rồi rất là khó nha các bạn, nó sẽ tắt máy liên tục và nguy hiểm cho người sử dụng nha. Đấy. Còn cái lỗi thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây. Như cái bộ côn đây là bộ côn đờ rim nha các bạn, côn đờ rim nó không có cái lông đờn như đây. Ở đây là côn, nếu như côn 110 á thì con quay 110 nó sẽ có một cái lông đờn dày phía trong đây nữa, mất cái lông đờn này nó cũng bị nha các bạn, mất cái lông đờn này nó cũng sẽ bị cái tình trạng như thế. Rồi thứ ba nữa là nó lột bố ba càng ra đây các bạn, trường hợp người ta dán keo abơ nó dở, tại vì cái nó sẽ lột lột bố này, hợp thời tiện người ta dán con này bằng keo abơ, đây là dán cái bằng keo abơ này các bạn, thì nó sẽ keo abơ thì vô nó chịu nhiệt đâu có được tốt đâu, nó phải có cái keo của nó, keo đặc biệt riêng cho của nó nha các bạn, và dán nó mới chuẩn được, keo dành riêng cho dán bố nha các bạn. Nó như mình dán con này theo ở An Khê thì ở chỗ mình thì mình dán chỗ An Phong thợ tiện sau 06 sau siêu thị An Khê là chắc ăn nhất, ảnh làm rất là yên tâm nha các bạn, không có sợ bị lột bị đôi gì hết, rất là an tâm cho mình, an toàn cho mình. Đấy, còn cái đấy cái lỗi thứ thứ ba là nó lột bố này, nó dính vô đây bố cái chuông này, nó cũng gây cho nó cái hiện tượng là chạy luôn, bố nó bó trong này là giống như cái con nó đang bung đó các bạn, nó lột ra nó dính
Rồi cái thứ tư nữa là lò xo này, lò xo những cái lò xo này các bạn nó gãy đây, hay là cái phê này nó gãy đây, nó bung ra, nó kẹt thì nó sẽ gây ra hiện tượng mà mình giảm số là nó sẽ lôi, nó giật tới nha các bạn, thì nó cũng gây bó cái giữa hai cái này với nhau, nó không có cái độ thông thái như các bạn đó. Đó là bốn cái nguyên nhân. Còn cái nguyên nhân thứ năm nữa là do cái ổ bi này nha các bạn. Đây bi này này, bi này nó bở, nó cũng bị nha các bạn. Khi nó bở là nó kẹt, mình sẽ xây như thế này này không được này các bạn, nó sẽ cứng hết hai chiều luôn, thì cứng hết hai chiều luôn. Đây nó cái bộ bi này nó có cái tác dụng y như cái bi đờ đó các bạn, đó đó y như cái bi đờ đó, một chiều là xây được, một chiều không xây được nha các bạn. Nếu mà nó bờ nó kẹt ở trên phía trong này á thì nó không gây ra hiện tượng bó luôn nha các bạn, bó luôn, nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà mình giảm số, nó lôi đó, nó sẽ giật cái xe mình rất là khó chịu nha các bạn. Đó, cái đó là cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân chính mà nó gây ra cái hiện tượng khi các bạn vô số là nó bị trực xe lôi tới và tắt máy luôn. Nên mình đi đường lầy lội rồi dòng dốc rất là nguy hiểm nha các bạn. Các bạn phải xem video này thì các bạn biết được và các bạn nên khắc phục ngay, chứ không thì mình đi nó rất là nguy hiểm cho những người sử dụng xe nha các bạn. Đó. Hôm nay là mình hướng dẫn cho các bạn đến đây là hết rồi đó. Mình chúc các bạn thao tác thành công và hẹn gặp lại các bạn những video clip sau nha các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để tạo cho mình một thêm một cái động lực để mình làm những cái video sau nó được tốt hơn và kỹ càng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.